tổ chức xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu. Đại biểu phường xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường. Thành viên ban công tác mặt trận cùng các cử tri đại diện cho các tổ dân phố 16, 25, 28, 30 và 32. Người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Cầu Tre xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Đông Dương, cán bộ quản lý đô thị phường. Xin trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Hải Hà, thường trực đảng ủy phường. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Mai Hiên, tổ trưởng tổ dân phố số 30. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hữu Luận, tổ trưởng tổ dân phố số 25. Xin trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Kim Yến, chủ tịch hội người cao tuổi. Nghị thì tôi cũng xin công bố chương trình của hội nghị gồm các cái nội dung sau. Một là đại diện ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường sẽ giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân phường Cầu Tre khóa 8 nhiệm kỳ 2016-2021. Hai là từng người ứng cử sẽ báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu là đại biểu hội đồng nhân dân phường. Ba là cử tri sẽ lưu ý kiến để đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri sẽ trao đổi dân chủ thẳng thắn và cởi mở những vấn đề mà cử tri cũng như người ứng cử cũng quan tâm. Bốn là chủ trì hội nghị sẽ phát biểu ý kiến và kết thúc bế mạc hội nghị. Sau đây tôi xin phép được trình bày dự kiến chương trình hành động của mình trước cử tri tổ bầu cử số 7, địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu hội đồng dân là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân ở địa phương. Và hội đồng nhân dân các cấp năm 2015, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của trung ương, thành phố, quận về bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Hôm nay ủy ban nhân dân gia đình hạnh phúc xin được chân thành. Tuyên truyền vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tổ dân phố, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trẻ em cần có để được sống và lớn lên lành mạnh và an toàn. Các em là những thành viên tham gia tích cực vào quá trình. Đầu trong việc xây dựng và phát triển và triển khai thực hiện nghị quyết hàng tháng, vận động cán bộ nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và tổ dân phố xuất sắc trong những năm qua và trong những năm tới. Hai là với cương vị là người chủ tịch hội người cao tuổi phường, phụng dưỡng cho 1.600 hội viên người cao tuổi ở 32 tổ dân phố theo đúng điều lệ luật người cao tuổi ban hành năm 2009. Thực hiện tốt những nhiệm vụ của hội người cao tuổi như tập hợp, đoàn kết, động viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt, góp phần thực hiện chương trình kinh tế, xã hội, giáo dục, thế hệ trẻ xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng bảo vệ tổ quốc. Năm nay riêng về cá nhân tôi nhìn tất cả các gương mặt của các ứng viên hôm nay vô cùng trẻ và đảm nhiệm các công việc. Tôi tin rằng với cá nhân tôi, các đồng chí sẽ là những người coi như thay mặt cho nhân dân trước hết là nhân dân trong cái tổ đó, và đối với các tổ dân phố và ở cái khu vực khu dân cư số 7, chúng tôi sắp bầu các đồng chí. Chúng tôi mong rằng các đồng chí là những người được nhân dân giới thiệu, các đồng chí được bỏ phiếu sắp tới, dù đồng chí nào chúng
hoặc không trúng. Tất nhiên không phải năm đồng chí này trúng cả năm được. Cơ cấu thành phần ấy thì chúng ta nhìn thấy là phải là có hai tổ chức nhiệm vụ và hai đồng chí là cán bộ phường, một đồng chí là cán bộ. Khi trước hết xin chúc các đồng chí đại biểu và các ông bà mạnh khỏe và hạnh phúc. Thưa các vị đại biểu và thưa các bà, sau khi được nghe năm vị được giới thiệu ra ứng cử vào đại biểu hội đồng nhân dân phường Cầu Tre, vâng xin mời chúng tôi này rồi. Nhưng bây giờ từ nhiệm kỳ này đi, chúng ta có hội đồng nhân dân thì đồng cách của các vị ở đây trả lời lương chân và hành động như thế nào để là coi như chúng ta phải phát triển hơn nữa. Chị hết, tôi xin cảm ơn bác. Đến bây giờ thì cô chỉ phát biểu thế này: đói thì không sợ đói, ghét không sợ ghét, mà không sợ cái gì nữa. Nhưng mà ở khu nhà cao tầng hiện nay chúng tôi sợ nhất mưa to, lụt. Vừa qua có đồng chí nói là thế, nếu chúng tôi hội đồng yêu cầu hội đồng nhân dân chú ý và có quan tâm đến thoát nước cho chúng tôi. Chúng tôi rất mong muốn cái đó, chúng tôi đề nghị các đồng chí chính là nữa, và chúng tôi vận động ra những nhà cao tầng, những nhà mặt bằng bầu cử, lên bầu cử cho những đồng chí này có cái nguyện vọng. Chúng tôi sẽ khai cái tranh cử trước năm trước. Tại hội nghị ngày hôm nay đến với lại hội đồng phường để tiếp tục đề nghị với lại các cấp tiếp tục quan tâm để tạo điều kiện cho nhân dân phường Cầu Tre và bày tỏ ý kiến nguyện vọng của mình đối với những người tham gia cử đại biểu phường. Và thay mặt cho ban tổ chức thì cũng xin trân trọng cảm ơn ủy ban phường và trường mầm non 83 đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất để cho ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường tổ chức thành công hội nghị ngày hôm nay. Và một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc phường xin kính chúc sức khỏe các vị cử tri và chúc cho những người tham gia ứng cử đại biểu hội đồng phường sẽ thành công tại kỳ bầu cử ngày 22 tháng 5 sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn đại biểu. Thank you.